Chị Na, chị Na, chị Na, chị Na. Sao? Trời ơi, cái này ngon quá à, thiệt quá. Hàm phi thơm gì đâu luôn. Bà biết không, lần ăn cái gì á mà tôi không có hành lá, hành phi hay là tỏi rồi hay là đồ cay nữa là tôi ăn tôi không thấy ngon à. Suốt ngày ăn hành hoài à. Thôi mà giờ nghĩ mới nhớ, tại bà My á nãy phát biểu linh tinh cái giờ là mình bị thầy phạt thì chật nhật mệt muốn chết. Đúng rồi đó, nãy hả làm vệ sinh xong người tôi cứ ướt khô khô ướt hoài nè. Nè ăn không, ngon á. Trời ơi, tôi không có ăn. Ôi trời, đã nóng được bực bội rồi còn kêu ăn hành ăn cay nữa chứ. Cái bà này em rất mấy hành vi của tôi luôn à. Trời đi, trời ơi, chỉ vì cái miếng hành phi tí xíu nhưng mà bà nổi quậu với tôi hả? Chứ gì nữa, bà có biết là để được có cái bịch bánh trái này là tôi phải xếp hàng biết bao nhiêu giờ không? Đã vậy hành phi của bà Tư vừa thơm vừa giòn vừa béo nữa. Mệt quá, đi qua nhà bà My lấy sách nè. Có mùi gì ta, bà nghe mùi gì không? Cái mùi hành phi trong bánh tráng trộn nè. Phải đâu, tôi ăn bánh tráng trộn bao nhiêu lần là không có nó mùi bánh. Đúng rồi, tôi ăn tôi biết. Đừng có ngửi nó coi. Gì vậy? À mù quá thù mà, chứ cái trò gì. Trò hung cho điên gì trời. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Hôm nay làm gì mà cả hai người nhát cái cây luôn á. Trời ơi, quanh đây có cái mùi gì mà kỳ kỳ ta. Ông cũng nghe đúng không? Sao nghe. Trời ơi, tôi đứng đây tôi nghe nãy giờ luôn mà nói Hana không chịu tin à. Nó là mùi hành phi không hiểu luôn á. Thì nó mà không phải mùi hành phi nữa thì là do gió to nè. Thì mấy cái mùi đủ phương nó tụ về thôi. Nói chung là thôi, không cần biết mùi gì. Bây giờ là mình về nhà tôi ăn trưa đi. Xong tiện thể là mình giật tiếng Anh luôn, được không? Ê, được á. Chứ bây giờ tôi mà về nhà thế nào mẹ cũng bắt tôi làm việc nhà nha mà con. Chắc tôi không đi đâu. Tại vì hồi nãy làm vệ sinh xong rồi người tôi rít rịch lại, chắc là tôi phải về tắm. Trời ơi, mồ hôi thì đứa nào chả có. Đi. Đi, nó nhiều quá. Đi. Trời ơi. Cái mùi gì đâu mà bay tư ngoài kia vô trong nhà luôn được. Chết luôn á. Ăn nha, ăn được. Ăn đi. Quá ăn không nổi luôn. Chung là hôm nay tôi có chuyện này muốn nói với hai bà. Tuần sau là sinh nhật của tôi, mà cũng là sinh nhật của bà Hana đây. Có thể hai tụi mình làm chung ngày sinh nhật cho nó hoành tráng lên. Ý của tôi là như thế đấy. Bà thấy như nào, được không? Ăn đi bây giờ, ăn đi. Ăn đấy. Tôi đang bàn này có cái gì cứ nói đi. Thì được chứ, ăn đi. Càng đông càng vui chứ có sao đâu. Trời ơi, cái gì đâu mà Hana dạo này nó làm gì mà nó khép na khép nép. Trời ơi, thấy mà ớn luôn. Trái cây ngon hả? Thôi tôi xuống tôi lấy ít đá lên mình uống trà đá cho nó mát. Trời ơi, giờ này bắt uống trà nóng sao được, đúng không? Có gì ở lại nhá. Hana, bà bị sao vậy? Thật ra cái mùi hồi nãy bà với Winner nghe là mùi của tôi. Rồi tôi tin. Mà tôi cũng không biết sao luôn á. Có thể lần mà đổ mồ hôi là nó có cái mùi hôi vậy á. Thành ra tôi không dám đi với ai hết. Tôi cũng ngại. Giờ tôi không biết sao hết. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tên 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 tên. Quà sinh nhật sớm với bà đó. Mà chắc là tôi không đi sinh nhật đâu. Tại vì người tôi lúc nào cũng vậy mà sao tôi đi được. Nè, mở quà đã đi. Cái gì đi vậy? Gói bông hả? Gói bông sao mà hết được. Không. Mở đi. Mở nha. Ừ. Refresh. Ừ. Cái này là... Ai, bà có một người bạn có tâm như tôi là bà phải biết ơn đó. Tôi biết bà bị như vậy cho nên là tôi đã tìm kiếm, tìm hiểu, tôi search trên mạng. Xong rồi tôi còn thấy nha, mấy người trong lớp mình á sử dụng được. Cho nên tôi mua về dùng thử, hiệu quả lắm. Ủa, bà cũng bị giống tôi hay sao mà cái gì? Đâu có, tôi... Tại tôi...
Tôi sợ tôi bị giống bà. Vậy mà cái này có hiệu quả thiệt không vậy? Xài xong rồi nó có hết liền không? Đảm bảo hết, hiệu quả. Nè, thấy thơm chưa? Đó, bà phải xài đi rồi bà mới thơm được như tôi. Đúng rồi. Cái này là mùi hương chiết xuất từ thiên nhiên và mùi hương nước hoa, cho nên là tha hồ lựa chọn. Bà thích cái nào lấy cái đó. Mà tôi thấy cái này nó có nhiều hương quá ha. Màu xanh rồi màu tím rồi. Giờ tôi dùng luôn nha. Chưa. Phải về nhà tắm rửa sạch sẽ xong mình mới thoa lên. Thế tôi là giờ tôi về tôi tắm xong cái gì tôi báo tôi lại cho bà nha. Cảm ơn bà nha. Được xong cơ sao không vui không. Tôi hết mùi rồi nè. Đâu có đâu, tôi thấy có mùi mà. Ủa còn mùi đó ta? Tôi nhớ hồi nãy ở nhà tôi xịt nhiều lắm luôn á. Hay là bà chờ tôi chạy về tôi xịt đi. Không, ý tôi nói là còn mùi thơm đó. Bà này mừng quá à, hết rồi. Nhưng mà thần kỳ thiệt luôn á. Bây giờ bà có thể tự tin và đứng trước gió. Chứ hồi nãy bà biết bà đứng trước gió làm tôi muốn. Nhưng mà tôi có thắc mắc một điều á, là khoảng thời gian trước á, tôi đâu có bị cái mùi cơ thể này đâu. Xong tự nhiên giờ gần đây nó bị mà tôi cũng không biết nguyên nhân là vì sao luôn. Mà tôi sợ nó cứ theo tôi hoài quá à. Giờ tôi phải sao đây, bà giúp tôi đi China. Tôi sợ cái này nó cứ đi theo tôi hoài quá à. Đi giúp tôi đi, nghĩ cách đi. Giờ phải sao? Đâu rồi để tôi nghĩ. À, biết rồi, biết rồi. Sao vậy, sao vậy, cái gì? Alo, bác sĩ ơi. Dạ, em chào bác sĩ. Em đang thắc mắc là cái vấn đề mà mùi hôi nói chung, còn cái vấn đề mà mùi hôi dưới cái vùng cánh tay nó riêng bác sĩ, thì nó xuất phát từ đâu ạ? Và tại sao từ lứa tuổi từ 11 đến 15 thì nó lại phổ biến? Thì chào hai đứa. Mùi của mỗi người á, mỗi người em sẽ thấy có một cái mùi riêng biệt. Mùi đó nó từ mùi mồ hôi của cơ thể mình. Thì ở mỗi người á, có hai cái tuyến mồ hôi chính. Đầu tiên con nít ra em thấy á, trẻ nhỏ đứa nào cũng có mồ hôi nhiều hết trơn á. Dạ. Nhưng mà nó lại không có mùi. Dạ. Thì lúc mà mới ban đầu á, nó sẽ có một cái tuyến mồ hôi mà nó tiết trực tiếp lên bề mặt da của mình luôn. Dạ. Là từ lúc mà mới sinh ra đó là đã có cái tuyến mồ hôi này nó hoạt động rồi. Còn đối với những bạn mà dậy thì á, thì có một cái số tuyến mồ hôi á, nó sẽ tiết ra cái nang lông. Ở những nơi nào á, mà có nhiều nang lông, nó sẽ tiết mồ hôi nhiều hơn. Thành ra ở những nơi, ví dụ như là ở vùng nách của mình nè, ở vùng bẹn nè, vùng ngực á, nó sẽ có cái mồ hôi, cái tuyến á, nó tiết ra nó riêng biệt hơn. Thì ban đầu ra nha, thì mồ hôi nó đều không có mùi hết trơn á. Nó ở trên da một thời gian, thì vi sinh vật ở trên da nó mới biến đổi, nó mới tạo ra cái mùi đặc trưng cho từng người. Thì tùy vào cái hệ thống sinh vật ở trên cơ thể của mỗi người khác nhau là một. Cái phân bố của cái tuyến mồ hôi của mỗi người khác nhau mà mỗi người sẽ có một cái mùi riêng biệt khác nhau. Vì cái lý do như hồi nãy chị mới giải thích với tụi em đó là vào cái lứa tuổi dậy thì cái tuyến mồ hôi mà nó đổ trực tiếp ra nang lông á, nó mới bắt đầu hoạt động. Thành ra ở cái giai đoạn đó mình mới bắt đầu mới thấy là cơ thể nó có mùi. Hai đứa hiểu ha. Dạ. Vậy cho em hỏi là bây giờ mình làm cách nào để mình giảm triệt để cái mùi hôi ở dưới cánh tay của mình nữa bác sĩ? Thì có hai yếu tố chính mà mình phải quan tâm. Một á, là cái mùi hôi là đặc trưng của mỗi người, mình không có thay đổi được rồi. Cái thứ hai nữa đó là cái thời gian mà cái mùi hôi đó nó ở lại trên da của mình. Nó ở càng lâu, cái hệ vi sinh vật của mình nó biến đổi càng nhiều thì cái mùi nó sẽ càng nặng. Đối với những người mà tiết mồ hôi nhiều á, thì mình hạn chế cái thời gian mà mồ hôi nó ở trên da bằng cách đó là mình tắm rửa thường xuyên. Hoặc là mình giảm tiết mồ hôi bằng cách ví dụ như mình vận động mạnh, mình ít vận động. Hoặc là nếu mà mình vận động mạnh mình sẽ phải tắm rửa nhiều hơn, thay quần áo, mặc đồ thông thoáng, sử dụng lăn khử mùi thì nó giảm tiết mồ hôi. Thì cái hiệu quả chắc chắn của nó là như vậy. Thì phương pháp mà triệt để nhất để mà mình không có tiết mồ hôi nữa đó là mình cắt cái hệ thần kinh khu chỗ này. Nhưng mà người ta cũng có nghiên cứu rằng đó là nếu mà mình cắt thì thật sự là nó có hiệu quả đó em. Tại vì nó không tiết mồ hôi nữa thì nó sẽ không có mùi. Nhưng mà sau đó đó, cái hậu quả sau đó đó là nó có thể tăng tiết mồ hôi ở những cái vị trí khác. Vậy cho em hỏi là ví dụ mà cắt như vậy thì nó có nguy hiểm gì không?
có một số người người ta tiết mồ hôi quá nhiều, người ta không có thể nào mà chịu đựng được. Đối với cái chuyện tiết mồ hôi này á, thì người ta cũng mong muốn là cắt để giống như triệt để luôn, không có tiết mồ hôi nữa. Nhưng mà giống như tụi em biết rồi, cái chuyện mà cắt tuyến mồ hôi đó là nó phải trải qua một cái quá trình phẫu thuật, thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều cái. Ví dụ như là có thể chảy máu nè, có thể tổn thương mô xung quanh nè. Có một số người người ta rất là sợ phẫu thuật, nghe tới chuyện phẫu thuật đó là người ta rất là hốt hoảng đó. Thành ra mình phải cân nhắc. Một cái nữa mà mình phải quan tâm đó là sau khi mà mình cắt xong thì cái khu chỗ đó là nó không tiết mồ hôi nữa, nhưng mà nó lại tăng tiết mồ hôi ở những cái vùng khác. Cắt hay không là tùy vào cái quyết định của cái người đó. Chị cho em hỏi là cách mà để giảm mồ hôi trực tiếp trên cơ thể thì mình có thể thông qua việc mà ăn uống hay là thay đồ cho thoáng mát gì thì nó có hiệu quả không bác sĩ? Khi mà em thường xuyên đổ mồ hôi nè, em phải thay đồ thường xuyên. Rồi em giảm cái thời gian mà mồ hôi nó ở trên da thì cái hệ vi sinh vật nó sẽ không có biến đổi, nó không có làm nặng mùi. Em có thể ở trong cái môi trường mà nó thoáng mát. Nếu mà mình phải vận động mạnh á thì mình phải thường xuyên thay đồ, thay quần áo. Với lại có một số cái nữa đó là thức ăn á, chuyện thức ăn mình cũng phải để ý tới, tại vì có một số thức ăn nó sẽ làm cho cái mùi của mình nó nặng hơn. Ví dụ như là thức ăn cay, hành tỏi rồi gì đó. Đối với những người mà mùi nặng á thì mình có thể hạn chế ăn. Hay vậy là bác sĩ nói là ví dụ mình ăn hành hay ăn tỏi thì nó sẽ khiến cho cái mùi của mình nặng hơn đúng không bác sĩ? Ăn những cái mùi mà nó nặng mùi giống hành tỏi là đúng rồi, hoặc là thức ăn cay quá nó cũng sẽ gây cái mùi nặng hơn. Đó, thấy chưa? Suốt ngày ăn bánh tráng, ăn hành phi, tỏi phi không mà bảo sao mà mùi lúc nào cũng nặng. Tôi biết rồi, thì giờ ít ăn lại chứ sao. Dạ, dạo gần đây thì em đang thấy có một cái phương pháp là giải phẫu cái tuyến mồ hôi dưới vùng cánh tay á bác sĩ. Nhiều người nói là sau khi mà mình giải phẫu cái đó xong thì nó sẽ đỡ hôi hơn, thì không biết là nó có đúng như quảng cáo không bác sĩ? Thì cái tuyến mồ hôi của mình đó, nó muốn được tiết ra đó, ngoài cái chuyện mà giống như chị mới giải thích đó, nó còn ảnh hưởng của cái hệ thần kinh trên cơ thể của mình nữa. Quan trọng nhất đó là hệ thần kinh thực vật. Thì cái hệ thần kinh thực vật này, đặc biệt là ở cái vùng cánh tay, nó có một cái hệ thần kinh thực vật ở khu chỗ đó. Nếu như mà sau này mà bạn bè hay là gia đình của em có vấn đề về mồ hôi hay là mùi của cơ thể thì em sẽ nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ nha. Đúng rồi, nếu mai mốt đó, có bạn bè, người thân, gia đình hoặc là bất kỳ ai nếu có vấn đề gì mà lo lắng về chuyện mồ hôi này, mùi cơ thể thì cứ alo bác sĩ nghe.